À, vô đi mẹ cho ăn cơm. Dạ, tiếp theo là đây là tiếp theo mà trọng quay ở trạm chó của chị Khánh Mai ở Gạch Giá tỉnh Kiên Giang. Hồi ở tập trước thì mọi người thấy trọng có chia sẻ với mọi người, quý vị khán giả, những câu chuyện về những bé chó mà nó có cái hoàn cảnh cũng là tương đối là đặc biệt. Rồi thời gian trước chị Khánh Mai cứu về và hiện tại em thay đổi, cũng như là có trong đó cũng có những cái bé chó mà trọng cũng đã từng liên hệ với chị và giới thiệu cho những người ta gửi cho chị, mà hiện nay các bé thay đổi. Thì tiếp theo hôm nay thì trọng mời quý vị mình cùng tham quan một cái bữa ăn của các em ở đây. Có những em cũng đã ăn rồi, có những em chưa ăn. Thì âm thanh ở cái clip này thì có thể là nó sẽ có những cái lúc mà nó ồn ào do các em nó thấy người lạ vô nó sủa, thì có gì thì quý vị thông cảm. Có những giây lúc nào đó mà nó ồn quá thì trọng sẽ kéo xuống, trọng lồng nhạc vô gọi về, trọng sẽ lồng tiếng lại. Có gì mọi người thông cảm nha. Xem hết video ủng hộ trọng, rồi cho trọng like, share để kênh của trọng càng ngày càng phát triển nha mọi người. Bây giờ thì trọng mời mọi người mình cùng vào một số cái ngôi nhà để mình tham quan các bé chó cũng như là mèo. Đi mọi người ơi. Các con ăn cơm đừng có sủa sầm đi nha con. Ăn cơm nè, ăn cơm nè, ăn cơm nè. Cơm nhớ tôi không? Nhớ tôi không? Giờ tôi kết nối nha. Cơm nè. Nhờ tôi kết nối mọi người mới có được cuộc sống đó nha. Mọi người ơi, đây là cơm này ngon quá nè. Cơm nè, cơm nè, thịt nè, rất là tươi xốp nha. Phải nói là cơm đây là xuất sắc, cơm như vậy là cảm thấy xuất sắc rồi. Mấy bé nhà có trọng không được gì, không được gì, thua. Mấy bé nhà cô trọng là xuất ăn của các em là không được gì, thiệt sự thua quá trời. Nãy giờ nghe tiếng mấy em sủa nhiều được rồi, bây giờ trọng phải kéo âm thanh xuống để chia sẻ với mọi người vài cái thông tin. Mọi người có nhìn cái hướng tay trọng chỉ không? Đây cũng là bốn bé chó con ở trạm của cô Phượng hơn một năm về trước. Lúc nhận các em về thì nhiều khán giả chắc bây giờ xem còn nhớ á. Lúc đó thì các em nó chui lũi à. Nó cũng bự, nó cũng không có ốm. Nhưng mà phải nói là do cái đợt đó trạm của cô bị viêm da nặng quá nên là nó chui lũi luôn, như con chuột luôn, không biết màu vậy luôn. Hiện tại thì các em đã hoàn toàn thay đổi. Trong đó thì có một bé tự kỷ, là cái bé không có đuôi này nè. Lúc trước thì cũng chả có cọng lông nào hết trơn á, ốm dữ lắm. Bé đó thì bệnh nặng lắm. Bây giờ thì bé hết rồi, bé cũng đang trong tình trạng thay lông. Cái lúc về thì bé buồn
không chơi với ai nên là cô có đặt tên là Tự Kỷ. Còn hai em Liệt thì bữa nay bự dữ lắm rồi, chồng cũng có chia sẻ ở cái clip trước cho mọi người đó. Ở trong cái ngôi nhà này là một trong những cái ngôi nhà đặc biệt nhất, là chứa rất là nhiều em bị liệt, rồi có hoàn cảnh rất là đặc biệt. Nhưng mà tại sao có những bốn bé chó lành lặn này? Đây là tại vì là bốn bé chó này nó chung đàn chó của cô Phượng. Thì khi về đây á thì sợ nó không có quen chỗ khác á, nên là chị Khánh Mai cho nuôi chung luôn. Rồi từ hồi đó đến giờ thì bây giờ nên là các em này nó còn ở được ở đây, chứ đúng ra cái nhà này là dành cho các em bị liệt, bị có hoàn cảnh đặc biệt thôi. Cố gắng là để chị em cô cố gắng là nuôi tụi nó cho đàng hoàng. Dạ. Tại vì mình nuôi nó hồi đó về ăn ngày 2 buổi rất là đầy đủ. Dạ. Bây giờ tình hình kinh tế với cô lớn tuổi rồi. Cái cô năm nay cô 65 tuổi rồi. Ừ. Cô với cô Mai Khánh cũng 60 rồi, giờ cổ cũng như là tình hình cũng mua bán nhà, kinh tế cũng khó khăn, rồi mua bán nhà ế ẩm. Yeah. Không có được như hồi xưa thì cô cho ăn có khi có bữa thì một buổi. Yeah. Một buổi thì cô cho ăn dặm thêm hạt. Yeah. Đó, thành ra bây giờ cô thương bé thì mình phải chăm sóc cho nó đàng hoàng. Chứ giờ cô cũng gán cố gắng chứ bây giờ không có phải như lúc trước. 10 năm nay là tụi cô nuôi cũng rất là đàng hoàng, rất là kỹ lưỡng, rất là sạch sẽ. Dạ. Rất là thương yêu và đùm bọc các con, các cháu. Nhưng bây giờ tình hình rất là khó khăn, cô cũng lên tiếng với con vậy đó. Dạ, dạ, chứ con hiểu. Giờ 10 năm nay cô cũng có than thở, không có gì hết. Dạ. Nhưng bây giờ thì nói chung là như vậy đó, cũng mong bé được no ấm đầy đủ, ngày 2 bữa cơm là được rồi. Dạ. Có bữa thì thịt nhiều, có bữa thì thịt ít. Dạ. Nói chung là như vậy đi. Nếu mà cố gắng đi nuôi các bé chứ giờ con thấy nó liệt vậy đó, mà phải kỹ lưỡng sạch sẽ nó mới được. Dạ. Nếu mà không kỹ lưỡng sạch sẽ nó rất là bệnh viêm da này nọ kia, mình tốn tiền còn hơn. Dạ. Thì bây giờ thì cô cũng gắng cố gắng với cô lớn tuổi, giờ cô cũng không có làm gì. Bé Tự Kỷ đi hả cô? Bé Tự Kỷ nè. Rồi bữa nay nó mập thù lù luôn. Với sáu con này là của con cô Thu đó, của Trang. Dạ. Cô gửi đó. Đây là sáu con hồi xưa chồng nói thiệt với mọi người nha. Lúc nhận về nó không có con nào chân. Đây nè, bữa nay đẹp cả này. Nè, mấy con này là chưa ở đâu? Nguyên ngày em nó luôn nguyên ngày em luôn. Nói gì chứ thương lắm cô mới nuôi được gì. Chứ bà cái đứa bé này nè, mình cũng mới thương. Một ngày chăm sóc, để ái không có một miếng nào hết. Tội nghiệp lắm. Các bé như vậy nè, cô cũng gắng cố gắng mà nuôi nó 10 năm rồi. Cô cũng thật tình tâm sự với con là như vậy đó. Chứ hồi xưa cô nuôi 10 năm nay, ai đó. Đây nè, con thấy nè, bé nè thấy không? Luôn. À, đó, cô cũng vẫn chăm sóc thương yêu dữ lắm luôn á, sạch sẽ em, không có chân luôn á. À, nó không có chân từ trong bụng mẹ luôn hả? Không có chân, nó liệt hai cái chân sau luôn rồi nó bị lết cái nó viêm cái xương. Yeah. Cái cô phải đi phẫu thuật cho nó. Yeah. Khác luôn. Rồi đẻ ra 7 đứa mà bà bỏ 1 đứa cô lụm về cô nuôi. Yeah. Cô lụm về cô nuôi tới giờ luôn á. Chó đẻ 7 con, có 1 con à, 6 con mà có 1 con bị gì à? À. Con này cô cứu ở Phú Quốc nè. Dạ. Nó cũng liệt luôn hai chân vậy đó, mà hổm nó nhơ mà bữa nay nó đẹp đẽ rồi. Con chó này liệt ở Phú Quốc nè. Dạ. Không, cái sự thay đổi ở đây thì chẳng con rõ ràng có thay đổi con ơi. Có con này nè, con nào đó là đá lông luôn, nó liệt luôn. Bữa nay nó đứng được rồi nè, đứng được rồi. Cô cũng cái con đen này hồi năm ngoái trọng lại là nó bằng cổ tay mà nó bị ca rê á, rồi chị hết rồi đó, nó bị tai biến á, nó giật bạc luôn. Bữa nay là đỡ rồi nè, cái hồi đó là đi cầm cùng tay à. Còn à, thường ngày thì cô cho uống canxi gì nè. Dạ. À, đứng được rồi nè, không thấy đứng được rồi nè. À, dạ. Mình chăm sóc từ từ. Cái bé này hồi lúc về nè mọi người, cái lúc hồi lúc trước mà trọng đưa về đây á, là cái bé này nó còn cái da với cái xương không nè. À, bữa nay nó đẹp rồi đó. Dạ, cái da với cái xương tại vì mới cắt lông cho em này. Cái da với cái xương. Cái này mới cắt lông nên thật sự. Tâm tự tử đó này của cô Thu. Cái con này là con mới rất là đáng thương. Cái con này để cô cho nó ăn thì con thấy là cô. Dạ. Phải chăm sóc với con này rất là cực. Con này bây giờ cô lớn tuổi rồi, giờ cô cũng phải gán thương nó. Con thấy không nè, nè con lại mẹ nè con. Nè mẹ cho ăn nha con. Mẹ cho ăn nghe. Ờ mẹ cho ăn, mẹ cho ăn, mỗi lần ăn mà phải ôm nó lên,
nó đâu có đứng được mà nó không đứng hai chân trước được luôn. Ông luôn nó dị tối ngày vậy đó đó, nó chăm sóc nó đây là bé chó liệt, còn liệt nặng á, liệt nặng luôn á, kiểu là chân trước chân sau là mấy con kia còn lết được, còn con này nặng nữa liệt hết tất cả luôn. Mỗi lần ăn là cô phải đút gì nè, dạ đút và năn nỉ, ăn đi con, ăn đi, ăn đi gì nghe. Mà nó vẫn mập khỏe được, khỏe khỏe lắm. Ăn đi con, ăn đi rồi mẹ cho, mẹ thương nghe, mẹ thương cho con ra chơi, thương lắm, trời ơi, ai cho ăn cũng dòm dòm kiếm bà năm, dạ. Kiếm bà năm không mà tối ngày. Có vẻ cái ông già này nè mọi người, cái ông già này có vẻ là nhớ trọng nè, nhớ cái ông già này là nhớ trọng Tú nó nè, nãy giờ là nó đi theo trọng hoài luôn nha. Đi theo đó. Ông già này là nhớ trọng nó, nhớ trọng Tú nó đó, nên nãy giờ là đi đâu nó cũng đi theo luôn á. Đây nè, con thấy nó ăn rất là khó khăn ha, ăn đó nó ngồi đúng nhịp vậy nó mới ăn được nè. À nó cái tư thế nó ngồi đúng rồi nó mới đó, thấy không, nó nhớ kìa, nó nhớ cái này này, trời trời nó nhớ cái này, nó nhớ trọng cú nó nè. Nên là nãy giờ nó đi theo mà nó cứ dựa đầu vô, nó kiểu nó rất là biểu hiện luôn á. À đó, nó theo hoài. À, con này gì nè đó. À. Đó, nó ăn là phải vậy đó ha, phải hiểu ý ăn mới được ha Nam ha, hiểu ý đó. Nó kiểu là nó mổ gì nè, cái giọng mình nhịp theo nó thì nó mới đó, đúng rồi. Với nó nằm với tư thế như gì nè nó mới ăn được. Bà đi đâu á, chị Năm đi đâu ở nhà đó là rất lo cho nó, dặn cho ăn đi chừng nào không được thì chị Năm về cho ăn, cho ăn thêm chứ để cho nghiệp lắm. Về nói chung á là chị cũng không có em để tâm sự, biết 10 năm nay rồi chị với cô Mai Khánh cũng chăm sóc các bé không có than thở hay là gì hết, nhưng mà bây giờ đuối lắm rồi, cũng như nó ngày càng lớn ăn càng nhiều, thì giống như là cũng mong là cho nó được mạnh khỏe thôi. Dạ. Cũng mong cô chú cũng thương các bé để mà có số cơm để nó ăn đủ no được rồi. Mỗi lần cô cho ăn 2-3 buổi nha. Dạ. Và bây giờ cô cho ăn chỉ có 1 buổi. Còn nhớ cái lúc mà năm ngoái á, kinh tế nó còn tốt á. Dạ. Là chị Khánh Mai có chia sẻ là ăn xong tối á là mỗi một cái lồng như thế này là có một cái chén hạt. Đúng rồi, đúng với rồi, một đúng. Chén nước để tối á mọi người. Nó ăn dặm á, nó thích đúng ăn rồi. Lúc nào nó ăn thêm. Lúc nào cũng có hết. Dạ. Bây giờ thì nó nghe cho ăn 2 buổi thôi, tối uống nước. Dạ. Chứ bây giờ kinh tế cô Mai Khánh giờ cũng lớn tuổi rồi, cô không có mần gì đâu. Dạ, cô chú cũng thương các em các bé vậy nè. Này, cho có gạo là no đủ là được. Cô cũng lớn tuổi, cô cũng gán có thêm sức khỏe cho mà cô chăm sóc cho tụi nó, chứ đi đâu mà để tụi nó nhờ cô yên tâm. Cái tội nghiệp đó nó ăn cái tư thế này, tư thế này, cái này đó. Nó ăn cái tư thế như vậy đó, nó ăn được đó. Con à, gái à, lại mẹ nè con, gái ơi, gái à, lại mẹ nè. Lại mẹ nè. Cái con đó ra chậm biết không, đưa nó lên phẫu thuật thành phố, đưa nó cho bác sĩ đó, tầm bác phí đó. Dạ. Ta nói thôi chị em lên đi, em gỡ khớp cho em chở nó từ tuần lễ không. Dạ. Nó chết chị lên một cái người ta nước chảy nước mắt nó chảy liền đó chồng, chị ôm nó về luôn à, bác sĩ chưa cho về chị ôm về. Dạ. Chị nói thôi để về chị chăm sóc cho để gì tội nghiệp, nó gặp chị nó mừng, nó có sự sống phải không. Còn hai con này nó biết em chọn, con này với con này, con này chọn cũng đem về đây nè. Rồi với bốn con đó giờ ăn tươi rồi, bốn con này đi qua mẹ coi, đi qua mẹ nói chuyện cho nó. Rồi bây giờ thì trọng ý dụng như cô Năm qua thăm đại diện một cái nhà mèo, tại vì bên kia chó thì nó sủa nhiều, có nhiều em nó không có kiềm chế cảm xúc được á. Nó sủa nhiều quá đôi lúc mà mình chia sẻ nó không có được hay. Vừa qua đây thăm các bé mèo cũng như là chia sẻ luôn. Hiện nay là mèo mình còn cũng hơn 200 con hả? Hơn 200 con. Dạ. Bên ba chạy bên kia với một chạy bên này nữa. Với cô nhà cô Mai trời Khánh. Đất ơi, con lấy ai vậy con, cha mẹ con lấy ai vậy con? Cái này là mèo của cô à. Cô gì ở Sài Gòn hả con? Cô Sài Gòn. Dạ. Điện cho con với lại cái lồng này đúng không? Đúng rồi, đây nè, ba lồng. Dạ. Ba với là có ba cái lồng mèo này rồi với thì một mớ của với cô chính. Dạ cô đó tên gì cô ha? Gì quên tự nhiên
Dạ, là tại vì có một cái có hai người mà chồng có giới thiệu là giỏi mèo cho cô chính. Cô kia là cô Phương. Dạ. Cô đầu tiên là cô Phương. Cô sao là chị sao? Cái chị sao là chị? Ê, hỏi nhớ cháu. Nè, đi đâu vậy chưa nè? Qua hỏi. Lúc nào á, trong cái chỗ nào mà nuôi mèo nó cũng con kiểu này hết trơn á. Không biết quen biết gì không à? Không biết tôi có thương mèo không nữa mà làm kiểu này. Tôi đâu có thương yêu gì đâu mà tự nhiên gặp tôi là nhảy lên ôm gì. Thì con mèo trong nó mắc cười không? Đó ngao đó đánh lộn đó. Đây là cái ba cái lồng mèo này là của một cái vị khán giả mà có điện thoại cho chồng liên hệ với chị Khánh Mai, rồi có gửi cho chị ấy chăm sóc từ hồi một năm ngoái á. Tất nhiên là cái lúc mà mấy cái chị này có gửi thì đều có gửi cái kinh phí, rồi cũng như là để cho hỗ trợ trạm đều điều trị được hết. Nhưng mà các em nè mọi người sống tốt lắm. Về qua đây qua nó qua dịch rồi. Dạ. Vậy đó nó mới về nó bị dịch á. Dạ. Hồi lúc mới về là bị dịch là cũng sất bất sang bang. Sất bất sang bang mấy tháng trời luôn. Nói thật cái nói đây ha, chồng nói đây nghe thì đây là mà chia sẻ chữ thiệt nha. Hồi lúc chồng có giới thiệu cho hai người gửi hai đàn mèo về đây thì có một chị cũng một cô thì cho hai mấy triệu thì làm được cái miếng lưới, còn một chị thì cũng cho mấy chục á. Nhưng mà chồng nói thật sự theo chồng biết á nha, là mấy chục triệu đó mà gửi về mèo á là về chạm không đủ tiền trị bệnh luôn. Là mọi người biết là chị Khánh Mai á rất là kỹ mà bả cuồng mèo cuồng chó lắm, nên là về xong ha bà đi khám bệnh từng con, test bệnh từng con, mà thứ mà mèo quang á, cái thứ mà mình nuôi mèo quang rồi nuôi bắt mèo gừng đó, mèo nhà đó, nó bệnh nó chơi con nào bệnh chân. Về đây là thật ra là mấy chục triệu mà hỗ trợ cho trạm là không đủ tiền trị bệnh luôn, không đủ tiền hai mấy con của cổ á. Dạ hai mấy con không đủ mấy chục triệu nhưng mà thật sự là không đủ tiền trị bệnh, không đủ tiền trị bệnh luôn. Dạ một con là mà làm một ngày là mấy trăm ngàn, nó đang ăn nè. Dạ. Đây là mèo đang ăn. Wow. Đang ăn đó. Đó mâm của mèo ăn cũng là một cái hương vị con thấy ăn đó. Cô cũng lo lắng đàng hoàng lắm. Nuôi rất là kỹ lưỡng. Wow. Đồ ăn thức ăn nè. Đồ ăn cũng rất là sạch sẽ luôn. Wow, cái phần ăn của mấy bé mèo nè. Ăn gì mà ngon dữ vậy trời? Ăn ngon dữ vậy con? Rồi, tính nhảy lên người tôi đúng không? Nè. Tôi biết mấy bà này rồi. Đó, nè. Tôi biết cái bà này rồi. Đó, ăn nè con, đó. Gặp cá ngừ, thơm quá. Đây nè, nó ú nu rồi. Dạ. Ú nu ú nóc rồi mẹ ơi. Ngon không con? Đây nè, thao thức ăn của nó nè. À. Cá ngừ trộn với cơm, với chút xíu là thịt gà. Wow. Nè, đó. Nè, đồ ăn của mèo nè mọi người. Cá ngừ với thịt gà xé, cơm thì thật ra nói là cơm thôi nhưng mà trong nghĩ cơm chừng 5% à. Cá. Cá không à? Nè. Cá với chút thịt gà. Dạ. Với cơm. Để có cơm cho nó chắc. Dạ có cơm cho là chủ yếu là cho chắc bụng thôi con ha. Nó vững bụng hơn. Đó, con nào cũng được phần hết trơn. Dạ. Vậy. Nói chung là cô cũng hết tâm huyết để nuôi các con. Dạ. Các bé để cho nó mạnh giỏi. Ủa mình có mở máy lạnh sao nghe mát rượi vậy ta? Đây anh sao có gió à. Đó có gió ở đây mát lắm. Giờ là mèo là cũng gần 300 con rồi, mọi người. Chó với mèo là chị Khánh Mai nói là cũng là gần 300 con. Dạ, rồi mèo 600 mèo à, chó bữa nay tăng hơn cô. Dạ. Mới cứu mười mấy con. Dạ. Có quá trời ghẻ đi rồi ta bỏ rồi, không lẽ mình thấy đau lòng quá cô không bỏ được. Cô Mai Khánh phải đem về cô mang hết. Dạ. Nhưng mà trời ơi năm nay kinh phí rất là eo hẹp. Dạ. Tội nghiệp các bé dữ lắm. Giờ cô cho ăn chỉ có một buổi. Dạ. Chồng cũng rất là mong thông qua những cái video thăm trạm như thế này thì mọi người thấy được cái sự tâm huyết của trạm chị Khánh Mai ở Gạch Giá. Mặc dù là phải nói một điều là chị đã đầu tư rất là nhiều tiền để làm ra cái trạm này. Mọi người biết là đất đai, thay vì đất đai này là rất là rộng rãi, thay vì là chị phải chị đã hy sinh một cái bất động sản ở khu vực này rất là lớn, rồi bỏ ra tiền lúc làm ăn ok nhất có thể là chị đã làm ra một cái khu này, một cái khu mà nuôi các em này nó tốt như thế này.
Thì hiện tại thì nó buôn bán của chị ấy gì buôn bán quần áo đồ các kiểu á, thì chị có chia sẻ với chồng là nó cũng bán chậm lắm, hồi Tết thì được chút đỉnh thôi chứ qua Tết thì có ai đồ mặc đồ thì cũng ế ẩm á. Chồng hy vọng là thông qua cái video này chồng chia sẻ thực tế đến mọi người là cuộc sống của các em nè, cái suất ăn của các em nè, cái khâu chăm sóc của các em nè, là chồng biết rằng á là chắc chắn là mọi người xem là mọi người sẽ rất là thương, là mọi người sẽ thấy ấm lòng và mọi người sẽ có nhiều khán giả khóc luôn á. Khóc vì sao mọi người, không phải là thương các em ở đây nó được hạnh phúc á, là vui mừng cho các em mà khóc luôn á. Nhưng mà nhà chồng cũng rất là mong mà ngoài cái sự mà yêu thương á, cái sự mà khen ngợi nè, rồi yêu thương động viên, thì chồng cũng rất là mong quý khán giả Mạnh Thường Quân một lần nào đó hỗ trợ cho ở đây một số gạo nó kha khá hay là gì đó để cho các em nó có cái ăn, mà cũng như là động viên cho chạm để chị Khánh Mai á chị làm việc không biết mệt mỏi, mà cái kiểu là chị cảm giác như là có được cái sự đồng hành, một cái sự hỗ trợ từ cộng đồng với chồng nè. Chồng nghĩ là chị Khánh Mai nhận được cái đó là chị rất là vui luôn. Trong cái lúc mà chị khó khăn mà chị nhận được sự hỗ trợ thì chị có cái cảm giác là mình có đâu đó có cái sự đồng hành của xã hội, đồng hành của những người yêu thương chó mèo, để các bé ở đây nó cũng được có cái gọi là Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Nó thiệt, trong đó là chồng chia sẻ một cái thật lòng nha. Có nhiều cha mẹ thương yêu. Có nhiều cha mẹ thương yêu, thương yêu thì các bé ở đây cũng yêu. Được cũng nhiều mừng. Cô chú chú ý chú tâm tới thương yêu. Rồi chủ chạm thấy cũng vui là vui. Là mình có đã tinh là, thần. Là mình tinh bỏ thần ra quá nhiều tiền, bỏ ra quá nhiều công, bỏ quá nhiều tâm huyết mà được sự hỗ trợ của cộng đồng, thì cái đó là cái niềm là vui nhất xưa luôn. Thì các bé ở đây cũng có cái gọi là Mạnh Thường Quân giúp đỡ. Có mình nhiều chứ. Người cha chú ý thương dạ. yêu vậy. Với cô cũng nói thiệt chứ con gì. Con nói là bỏ ra một số chỗ đất đai như vậy, nhưng bây giờ cô với cô Mai Khánh cũng có bạn với nhau rồi, là bây giờ tình hình khó khăn. Mình ở mặt tiền mà nuôi tụi nó như vậy, cô Mai Khánh với cô cũng có ý kiến là cô Mai Khánh tính là sang chỗ này đưa nó về quê. Dạ. Mua miếng đất ruộng đang đưa cho các bé về quê. Dạ. Có thêm một lòi ra kinh phí luôn. Lòi ra kinh phí đang nuôi tụi nó sau này, tại vì tụi nó sống tới 10 năm, 20 năm. Dạ. Ra bây giờ cứ mỗi ngày ăn như vậy là cô không có bảo bọc nổi dạ. nữa. Thành ra bây giờ cô Mai Khánh với cô bàn với nhau là cô Mai Khánh quyết định rồi là sang đất này, có cặm bản rồi. Dạ. Cặm bản anh trước và anh chúc con dân quê. Để sang đất rồi, mới đầu cho thuê mặt trước lấy tiền, nhưng mà kia người ta nó nhỏ quá, người ta không có đủ. Rồi bây giờ cô Mai Khánh tính bán luôn khu vực này để cho những người ta kinh tế kinh doanh đó, người ta là để mặt tiền người ta kinh doanh đi, còn mình sẽ đưa các em về, các con mình về quê chăm sóc. Yeah. Cô sẽ mua vài công ruộng hay sao nè. Dạ. Để thì... cô chăm sóc, cất lợi chăm sóc nó. Dạ. Hồi đó chị có lần chị Khánh Mai á thì cũng có tâm sự với con á. Yeah. Thì con cũng hiểu, chị nói là chị nói thiệt với chồng, nhưng khi chị nói với chồng với con chị rồi là cái phần này giống như là thôi cho chị đi. Rồi tới một ngày nào đó chị sẽ bán, rồi giống như là có bao nhiêu tiền là chị xây dựng lại cho nó một cái nơi nào đó, còn có bao nhiêu tiền đó là chị chỉ để dành nuôi và bỏ vô ngân hàng, rồi để dành lấy ra dần cho nó ăn, cho nó hết cái kiếp nó luôn, rồi cho hết cái số tiền thôi. Chị có nói với chồng điều đó rồi. Nhưng bây giờ quyết định rồi đó. Dạ. Gieo bán này. Thì chị có nghĩa là chị đã suy nghĩ mày một hai năm trước rồi, bằng mọi cách mình phải bán cái mặt tiền này đi, bán đi chắc. Rồi xây dựng lại một cái nơi nào đó nó hơi nông thôn một chút xíu, rộng rãi, cũng rộng rãi như này. Nhưng mà cái phần tiền thừa đó là để dành nuôi tụi nó. Nuôi tụi nó. Chị nói em câu chị cứ nói với chồng với con chị đó, cái phần này là cho chị đi, đừng có đụng đến nha. Coi như là cho chị đi để chị chăm sóc mấy con chó mấy con mèo. Bây giờ là quyết định rồi đó, treo bảng rồi. Dạ. Là tụi con sẽ về quê rồi để cho các chú các cô kinh doanh ở mặt tiền đi, rồi mình lấy tiền đó mẹ sẽ nuôi các con. Dạ. Đó vậy thôi. Chứ giờ mẹ già rồi, bà dì cũng già rồi, đâu có làm gì để nuôi các con nổi đâu. Chứ phải nói là thật sự mọi người, mỗi tháng mà phải bỏ phải ra cái số tiền mà lớn lắm, hơn 200 triệu, phải bỏ một cái số tiền khổng lồ. Công nhân viên công nè nhân viên. Mới được sạch sẽ anh. Dạ. Gì còn nếu không mà lông beng lắc biếng bệnh dữ lắm luôn á. Dạ. Bởi vì không bỏ ra một cái số tiền mà phải nói là như một cái tài sản của một cái người bình thường luôn hàng tháng để lo cho các em, thì mà không có cái sự đồng hành của khán giả vậy chừng mà vẫn nuôi bình thường nuôi thì bình phải thường. Nói 10 năm rồi không có than thở, tiền núi cũng hết. Bây giờ than thở rồi đó, tại vì nó 10 năm nay
Thì giờ nó càng lớn nó ăn càng nhiều. Thành ra bây giờ cô Mai Khánh cũng quyết định như vậy rồi, là treo bảng bán. Không phải đâu, cảm ơn. Người hỏi mua phân nửa mà cô không bán. Yeah. Cô nói phân nửa thì giờ cắt con đi không được. Yeah. Giờ phân nửa đâu có được, bán thì phải bán hết. Bán hết khu vực này để mình để cho những chú cô kinh doanh ta mặt tiền đi, rồi mình lấy số tiền đó cô Mai Khánh sẽ nuôi nó tới chừng nào tụi nó chết hết thôi. Dạ. Mùa dịch kỳ rồi mà chỉ chết có 2-3 con đó. Dạ, mùa dịch chó đó hả? Mùa dịch kỳ rồi là đỡ có cô ấy gọi đó. Dạ. Trời ơi, xuống ha. Dịch mèo. Nhiễm mèo đó trời ơi, mấy trăm con mà cô nha, lưu chuồng bác sĩ một ngày một con là mấy trăm ngàn. Dạ. Thì lúc đó con biết mà, lúc đó nhầm khi chồng con nói thật, nhầm khi giới thiệu mình chó mèo á, lúc mà người ta có cái hoàn cảnh khổ thiệt sự, gửi thì mà mình không biết làm sao. Đúng rồi. Gửi thì không lẽ mình nói giờ giống như cô giống như cái cô Diện Qua này, chị gì cô Diện Qua, cô Hiền, giống như cô chị cô Hiền có chia sẻ đó, thì bây giờ không lẽ đem con mèo lại thì cô nói không nhận, không nhận thì không lẽ đó. Cô nói cô đủ rồi, cô để cho con mèo đó nó chết thì cô cũng phải nhận. Ở đây cũng nhầm khi cũng vậy, miệng thì nói đây, là không nhận kìa. Nó đem con chó lại, nó buộc dây rồi nó dán chữ ở trên mình. Yeah. Nó bỏ nó đi. Rồi cô nó dữ quá, cô cũng phải gắng cố gắng là dụ nó đang đem vô nuôi, chứ giờ bỏ mở dây nó chạy đi là tan thịt. Thành ra cô cũng phải gắng cố gắng đem vô nuôi, chứ đem bỏ rồi cô không biết làm sao. Bây giờ nó ghẻ không lỡ hết trơn luôn vậy đó. Rồi mình bỏ nó cũng tội dữ lắm. Mình cứu con này mình bỏ con kia cũng tội dữ lắm luôn. Bây giờ có một con, cái bà kia bà năn nỉ cô nè, cô đi tìm bà nè. Bà nhốt ở trong cầu tắm không mà bà ở nhà trọ. Trời mưa là nó đứng không đó con. Yeah. Trời mưa nước ngập nó đứng không mà bà nói quá chừng rồi cô nói thôi để về đi, rồi cô đi lại kiếm nó đem về đây nuôi. Bây giờ cũng phải nuôi nó chứ giờ có con mà nhốt nó trong cầu tắm suốt đời luôn. Bà nói gần 10 năm nay ở cầu tắm đó. Bởi vì chồng mới nói đó, chồng mới nói một câu không biết là hai cái vị khán giả. Một là cô ở Gò Vấp, một hai nữa là một cái chị bên quận 8. Thầy trọng đây là trọng nói một cái chân thành nha, không biết ha cô và chị còn xem kênh của trọng hay không, có còn theo dõi những cái clip của trọng hay không, nhưng mà trọng nói thật, hồi lúc của trọng giới thiệu cho hai khán giả này là gửi hai đàn mèo thì thật sự là cũng mèo qua mấy chị mấy cô đó cứu á bỏ không được, nhưng mà thật sự trọng nói thật sự nói thôi, nói thì mấy cô của chị buồn cô Tuyết, cái tiền mà hỗ trợ cô Tuyết ở quận 8. Dạ, cô chị Tuyết nè, một là chị Tuyết, hai là một cô Gò Vấp á. Cô thì chồng nói thật sự nếu mà nói mà chị nghe thì chị có buồn thì em chịu, nhưng mà em cũng phải nói một điều vừa cho chị với cô hiểu và cũng như khán giả hiểu là ở đây người ta nuôi kỹ dữ lắm, nên là cái số tiền mà lúc mà mình gửi mèo á, mình gửi một số tiền á, trong ngay cái đợt bệnh đó là nó thẳng là không đủ tiền trị bệnh luôn, không nói chung không mua được thức ăn thôi vậy chừng á, hỏi bác sĩ là biết rồi, cô thấy có xuống tới bác sĩ luôn mà gửi là không đủ tiền luôn, không đủ tiền luôn. Dạ. Để chồng cho mà coi cái này ha, chồng nói thật sự bản thân là chồng thấy nể chỗ này đó, đó mỗi em một miếng như vậy nè, đó hai miếng, cái chuyện mà mỗi em một miếng là nó đơn giản cô, nhưng mà mỗi em mà nè, chồng nói thiệt sự với mọi người, nó trắng phiếu như thế này nè, nó sạch sẽ, nó sạch sẽ như thế này nè, khô gan nha, không có cái mùi mèo luôn, thơm nước, mày làm gì vậy? Đó hùng gà đó, trời ơi bộ tôi đẹp trai dữ lắm sao mà kỳ cục vậy, bên này cũng vậy nè con, thấy đẹp cũng vừa thôi chứ đâu có đẹp dữ lắm đâu mà mê mẩn rồi mà đu mà chưa cái đầu ra vậy, chuồng nào cũng vậy nè, mỗi em một miếng đó, gạch là trắng phiếu luôn. Dạ. Có nhân viên nè, con thấy là lao bằng tay không đó. Dạ. Đó, thấy không đó, đó ốc lao bằng tay cái đó mà lại nha mọi người, cái mà trắng phiếu trắng gì mới sợ, chứ còn cái chuyện mà mình mua á, mình lấy tiền ra mình mua cho mỗi con một cái đầu chùa chân chỉ đơn giản lắm, nhưng mà quan trọng đi ra đây cái nữa nè cho mọi người xem. Mua rất là nhiều, sáng là cái phần ở trong đó là lấy ra giặt, rồi một phần á là phơi, một phần là đưa vào chuồng mới, là có nghĩa là mình phải có 3-4 bộ. Đúng rồi, đưa 300 con mèo là phải có ít nhất phải 600 cái này, 600 cái. Dạ, 300 con mèo là có 600 cái này để làm gì? Một cái giặt, một cái phơi và một cái khô để đưa vào trong cái tủ nè, chút cái tủ bên này nè. Dạ, quỷ ơi phải nói luôn, đây là cái chỗ mà cho các em nè, nó phơi nắng, đây là khu công viên giải trí. Ăn đi con, ăn toàn là thịt không, nói chung là ăn thịt không thì cũng có cá, thêm cơm.
thêm chút thịt gà để cho có dinh dưỡng, nó khỏi bệnh. Nếu mà nó bệnh á thì mình tốn tiền còn hơn, thì chăm sóc nó cực dữ lắm luôn. Thành ra bây giờ cố gắng nhường phần của mình để chăm sóc cho tụi nó ăn cho nó ngon. Đó, u nụ nà đi hết nổi luôn rồi kìa, thấy không? Đó, thấy chưa? Thưa quý vị khán giả, thì vừa rồi thì Trọng đã chia sẻ với quý vị khán giả đại diện hai cái nhà mèo, một cái nhà mèo, một cái nhà chó. Thật ra ở đây là tới 7 cái nhà mèo, 9 cái nhà mèo không cô? À, 6 cái nhà mèo. 6 cái nhà mèo. Mười mấy 20 cái nhà chó. Mười mấy 20 cái nhà chó, nhưng mà Trọng chỉ chia sẻ với mọi người đại diện hai cái gì thôi, thì mọi người cũng đã thấy rồi. Cái thứ nhất Trọng muốn chia sẻ với mọi người là cái chia sẻ về cái cuộc sống của các em ở đây, chia sẻ về cái sự chăm sóc chu đáo của ở trạm. Cái nữa là Trọng cũng muốn nhắn nhủ với khán giả và Mạnh Thường Quân. Trọng thật sự luôn, đây là Trọng nói Trọng đại diện cho trạm luôn á, cũng là rất mong quý vị khán giả Mạnh Thường Quân có thể là quan tâm trạm chị Khánh Mai một chút ở ngay cái thời điểm này, ngay cái thời điểm hiện tại này. Mai mốt thì có thể là chị xây sở ok thì nó khác, còn hiện tại khác. Bây giờ nó đang rất là gói, đang rất là khó khăn. Cũng rất là mong mọi người hỗ trợ cho các em có một cái gì đó ăn, gạo. Gạo thôi, gạo đủ rồi. Bây giờ vậy nè cô ơi, đây là đợt đi miền Tây lần này thì Trọng có được là cô Tina Dương. Đây là Trọng cảm ơn cô Tina Dương đã hỗ trợ cho kênh của Trọng 150 đô để là trên cái đường đi ghé các trạm, các mảnh đời, mỗi nơi lì xì cho các em một chút, lấy cái lọc đầu năm. Thì ở đây con có 1 triệu, con gửi làm cái quà, làm cái món lì xì cho các bé ở đây đầu năm. Rồi hy vọng là 1 triệu mở màn của kênh Trọng Cà Mau của cô Tina Dương này, nó sẽ đẻ ra tiền cái, nó đẻ ra được 1 tấn gạo hay là 2 tấn gạo gì đó cho các em ở đây trong một cái quá trình mà hiện tại trạm cũng đang gặp một chút xíu khó khăn về cái kinh tế là do tình hình chung á. Rất là mong quý vị khán giả nghe được cái lời nói của Trọng, nghe được cái nỗi lòng của trạm cũng như là của Trọng bằng việc là mọi người thấy các em ở đây. Bằng việc mà mọi người thấy các em ấy được chăm sóc, được ăn uống nó ok vậy thì mọi người thương nha. Đây con gửi lì xì này, cái lì phần lì xì đây. Dạ thôi. Dạ. Cô có lời cảm ơn con. Dạ. Dạ cảm lời cô, cảm ơn cô Ni Dương gì đó. Dạ Tina Dương. Tina Dương gì đó. Dạ gửi chút quà cho các bé. Dạ. Để những mong cho các bé được có cơm no áo ấm là được rồi. Dạ. Chứ cũng xin các cô các chú thương các con. Dạ. Vậy thôi. Chứ để cô được chăm sóc cho nó được đàng hoàng, cho nó được sức khỏe vậy nè, không bệnh hoạn gì cái nọ vậy đó. Nói chung là tình hình khó khăn, tình hình khó khăn chung. Mấy năm nay thì cô cũng có than gian, không có than thở gì hết. Nhưng mà năm nay thì rất là khó khăn. Rất khó khăn. Ra cô mới cũng nói với sức khỏe mình ngày càng lớn. Bây giờ cũng mong các cô, các chú, các mạnh thường quân thương bé đi. Thì các mẹ thương con. Cho chút gạo cho con nó làm. Con hy vọng là cái video này sẽ đến được với nhiều khán giả hơn. Trọng cũng rất là mong quý vị khán giả Mạnh Thường Quân xem cái clip này, rồi cho Trọng like nè, cho Trọng chia sẻ để cái clip đó nó lan tỏa ra được nhiều người xem hơn, để hy vọng rằng là sẽ có nhiều khán giả, nhiều Mạnh Thường Quân giúp đỡ các em. Mà cũng hy vọng là thông qua cái clip này Trọng sớm sẽ quay trở lại đây để mang những cái bao gạo, những cái bao hạt nghĩa tình đến cho các em. Thì đó là một điều mà Trọng mong mỏi nhất. Bây giờ thì Trọng xin dừng lại video. Bye bye tất cả mọi người, hẹn gặp lại mọi người ở video lần sau.